Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả các anh em yêu thân. Hôm nay thì Quốc Hùng lại đi vào giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc đai đến từ Mỹ. Chiếc đai có mang thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu đến từ hãng Sevin Vega. Sevin Vega thì chắc hẳn tất cả các bác sẽ biết đến là với những cái đôi loa nghe nhạc cực kỳ là hay, hoặc là những đôi loa karaoke sân khấu của hãng Sevin. Và đến với Sevin thì chúng ta cũng sẽ nối với những dòng đói của cái hãng này. Thì với cái ngoại hình và cũng như là cái mặt diện của chiếc đói thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay là Sevin, với thiết kế một màu đen và màu đỏ làm nổi bật lên trên cái viền đen. Thì cũng giống như là ở những đôi lo chẳng hạn, thì tất cả bác thấy đều ở những đôi Sevin gân nó đều là gân màu đỏ đây. Rồi con này có model là HED 110, một cái dòng cũng đời một đời, một model cũng khá là lớn trong cái phân khúc. Đằng em có nói như là HED 60, HED 90, lên đến con này là HED 110 vậy bác nha. Con này lớn hơn. Đấy. Con này thì chạy điện là hàng Mỹ xuất sang Âu, chạy điện là 220 đến 240. Mặt rất là đẹp nha bác nha. Mặt phi nhôm xước nha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Rồi, ok. Con này thì về thì nó không có quai sách nha bác nha, không có quai sách. Rồi chúng ta đi vào cái nội thất bên trong của sản phẩm. Thì con này chạy tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, tổng cộng là 24 con sò Motorola, 24 con sò sách Motorola. Và trên 12 và dưới 12 thì nó có 2 ví nha bác nha. Đây, trên một ví dưới một ví này là 2 ví. Đó, chạy tụ cực. Để tụ là tụ những linh kiện rất là hiếm nha bác. Đấy, tụ vàng này, những linh kiện cực kỳ là hiếm luôn. Ở đây là nó cho chất âm rất là hay. Đấy, tụ vàng này các bác. Đấy. Ở đầu video thì tất cả các bác nghe được chất âm của nó. Con này thì nó thêm vào tiếng bass cực kỳ là sâu mềm, giống như những dòng AC nha bác nha. Đấy, dòng Sevin thì theo đánh giá thì chất âm nó tương đối giống như AC. Thì nó cho chất bass rất là sâu mềm và rất là gọn gàng. Đó. Quạt gió thì con này thiết kế quạt gió bên hông hút từ trong ra ngoài làm mát phần phần linh kiện bên trong. Sử dụng một cái tăng phô nguồn xiến cực kỳ là lớn nha bác, tăng phô nguồn xiến cực kỳ lớn và bốn chiếc tụ ở phía dưới cái mặt này, phía dưới cái mặt này là bốn chiếc tụ cực kỳ là to. Cực kỳ là to cho bác nha. Đây này, các bác nhìn thấy đây. Ở bên hông này, bốn tụ cực kỳ là to luôn. Đấy. Rồi, em sẽ quay đằng sau để tất cả bác xem. Đây, tụ nó đây. Đây, một cái, hai cái, ba cái và bốn cái. Tăng phô nguồn xiến này, sò này. Linh kiện hàng Mỹ rất là chất lượng nha bác nha. HED, máy in dữ đa nha, máy in dữ đa. Đấy. Thì những con này thì nó vừa tản nhiệt bằng quạt và vừa tản nhiệt bằng xương cá ở bên ngoài luôn nha. Rồi cầu chì và trạm lo. Đấy. Trạm lo nha bác nha. Trạm lo thì bắt chuối mà chim. Ở phía dưới này là nguồn điện của nó, nguồn điện nó là chạy 220. 220 đến 240 vậy các bác nha. Hàng nồi của Mỹ rất là chất lượng. Ở phía bên này thì nó sẽ đường vào là công suất đường 3 lăng và đường 6 ly, chế độ chơi đua mono. Đấy. Con này nó có công suất là 1200W trên 1000W là 1200W, công suất là 600W trên 1 kênh. Ở 4 ohm và 450W trên 8 ohm nha bác.
đấy, một công suất rất là khỏe, bao cho tất cả các bác đánh một đôi lo bát 40 và hai đôi bát 30 v.v. để bác nào mà có những đôi sẹt vinh để ghép vào thì cực kỳ là đồng bộ và rất là hay luôn đấy. Chiếc đáy Sekwin HED10 này thì bên con này thì bên em sẽ cân đối giá cực kỳ tốt cho tất cả bác với giá là 10.500.000, giá bên em đã bao ship và tặng theo giá rất cho tất cả bác nha, 10.500.000. Các bác sở hữu ngay chiếc đáy rất là chất lượng, đây là 24 sò Motorola Oxyd đáy Mỹ Sekwin Vega nha. Anh em nào chơi lo Sekwin thì nên sử dụng những dòng đó như thế này để cho nó hợp. Đấy, rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.